Vô chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Miền Tây Life của số Miền Tây nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi thăm tham quan chùa Kim Phước, chùa thờ Bảy. Thì đây là một ngôi chùa sát với mái ấm Kim Phước của chúng ta. Thì ngôi chùa này cũng là nguồn gốc để cũng như là nguồn tài trợ kinh phí cho mái ấm Kim Phước. Một phần nào đó bên chùa này sẽ đắp qua bên mái ấm Kim Phước. Đây, chùa có cổng rất là cao các bạn. Đây là xung quanh cảnh chùa ở phía trước cổng. Nhìn vào các bạn thấy ngôi tượng Quan Âm ở trên kia rất là to luôn. Phía trước khi các bạn vào cổng là có những cái chậu cây cảnh, cái kiển rất là to và thiết kế của chùa thì cũng rất là đẹp. Bên kia có Phật Di Lặc. Cô gần đây luôn hả là cô? Dạ, sáng bữa nào cũng vô đây phụ chùa quét dọn dẹp vậy hả? Làm công quả. Dạ. Như có đá dỗ quả gì ở đây là phụ luôn ha. Dạ. Dạ được. Ở đây gầm đông không con? Nói chung là bình thường hay vô đây làm phụ chùa giống như hơn. Có mình cô làm hay có nhiều người khác lại vô làm nữa không? Có ông bà già. Dạ. Mấy bên kia. Dạ. Quét từ đây dọc đây lại tới đây. Dạ. Một mình quét một ngày chưa hết. Dạ, rộng đây rộng hết con. Dạ. Ở đâu vậy? Dạ, con trên Hòa Khánh. Dạ. Đây lại rộng được cái quét mình đâu. Dạ. Đâu sẽ phải chia ra. Thường thường là con thấy ở đây là nhiều người ở ngoài người ta vô người ta phụ làm chứ trong chùa có ít người hết. Tại vì cũng như là ví dụ mà để dọc hay là gì đó ha. Dạ. Làm rồi kia thì người ta vô đông. Dạ. Còn ngày thường thì 9, 10 người vậy, 8, 9 người vậy là nấu cơm được rồi. Dạ. Không có làm gì. Dạ. Nhà tiền hết rồi con cây.
Oui, je t'attends.
đi là xung quanh cái chùa này mình đi vòng một vòng xung quanh. Kiến trúc ở đây rất là độc đáo luôn, người ta gỗ người ta khắc rất là đẹp luôn, rất là tinh xảo luôn. Chùa đây rất là lớn luôn, hồi nãy giờ mình đi vòng vòng rất là nhiều luôn. Đây là phía trước của chùa, ở đây rồi là chùa, đây, chùa Thầy Ba, gọi là hay gọi là máy ấm Kim Phước đó, có bản Kim Phước tự. Chùa Kim Phước hay chùa gọi chùa Thầy Bảy. Đây là trên cái chuông có để chùa luôn, đây là chùa Kim Phước, ấp Hiệp Bối, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. À, hiện mình đang có mặt tại chùa Kim Phước nha. Đây có cái trống rất là to luôn. Tượng Phật ở trên cao, nhìn trên cao lên này.